Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin được phát sóng mỗi ngày với những thông tin nông nghiệp hữu ích được cập nhật nhanh, kịp thời đến bà con. Kính thưa bà con, còn gì vui hơn khi mà sau nhiều năm thăng trầm, Việt Nam đã khẳng định được vị trí top 3 về xuất khẩu gạo một cách đầy hãnh diện. Vì sao chúng ta lại được ngôi vương này? Thông tin này sẽ được gửi đến bà con và quý khán giả sau ít phút nữa. Ở miền Tây, giá cá sấu đang tăng mạnh trở lại, người nuôi tái đàn nhiều. Trong khi quýt đường Bình Phước đang rớt giá mạnh. Nông dân Lâm Đồng phát triển 16 ngành hàng, trong đó có cây dược liệu. Tỉnh đang tìm đầu ra cho nông sản này, giúp nông dân làm giàu. Một bước tiến mạnh mẽ tiệm cận thị trường nước ngoài mà các doanh nghiệp Lâm Đồng đang thực hiện, đó là việc kết nối giao thương với một tập đoàn từ Pháp. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời bà con và quý khán giả cùng đón theo dõi. Cuối cùng thì tin vui cũng đã thực sự đến với ngành xuất khẩu gạo Việt Nam. Ngành hàng được đánh giá là đang đi đúng hướng trong cơ cấu quy hoạch của chính phủ. Thưa bà con và quý khán giả, sau nhiều năm thăng trầm, Việt Nam đã khẳng định được vị trí top 3 về xuất khẩu gạo một cách đầy hãnh diện. Gạo Việt đang giữ vị trí rất quan trọng, giữ thị phần ở các thị trường khó tính, đặc biệt là người tiêu dùng các nước đón nhận tốt. Đáng chú ý, gạo Việt đã bắt đầu thâm nhập vào những cái thị trường khó tính có yêu cầu cao như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU. Giá bán đang cao hơn gạo Thái và Ấn Độ. Đó là kết quả của những bước đi sau đây. Mời bà con cùng nhìn lại với chúng tôi. Năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó có những quy định được xem là trói buộc đối với doanh nghiệp, như phải có ít nhất một kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn lúa, có ít nhất một cơ sở xay xát lúa gạo với công suất tối thiểu 10 tấn một giờ, hay phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo qua Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Đến tháng 8 năm 2018, sau gần 8 năm, với sự ra đời của Nghị định 107, những quy định không còn phù hợp đã được bãi bỏ nhằm cởi trói cho hạt gạo, đồng thời giúp doanh nghiệp rộng đường hơn khi xuất khẩu. Sự liên kết chuyển hướng xuất khẩu là không thừa khi hoạt động thương mại gạo đang diễn biến theo xu hướng mới. Đó là các hợp đồng chính phủ dần ít đi, thay vào đó là các hợp đồng thương mại, cùng với xu hướng đấu thầu quốc tế được các nước nhập khẩu ưu tiên. Chúng ta có quyền tự hào khi hạt gạo Việt Nam đã có mặt trong bữa ăn tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ sau gần 30 năm bán gạo. Nhưng hiện nước ta cần có thương hiệu để được công nhận. Tin vui là vào tháng 12 năm 2018, tại Festival Lúa Gạo lần thứ 3 được tổ chức tại tỉnh Long An, logo thương hiệu gạo Việt Nam sẽ được công bố. Dù khá muộn sau gần 30 năm tham gia thị trường, đây sẽ là điều kiện để cho hạt gạo Việt có tên, có tiếng, từ đó gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho chính bà con nông dân trong thời gian tới. Cùng niềm vui này là người nuôi cá sấu ở miền Tây. Sau thời gian dài rớt giá, hiện cá sấu tăng giá mạnh, người nuôi đã có lời. Cụ thể, ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cá sấu thương phẩm được thương lái mua với giá 120.000 đến 150.000 đồng một ký, tăng từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký. Theo tính toán, chi phí đầu tư để nuôi một con cá sấu là khoảng 1.500.000 đồng, gồm tiền con giống, thức ăn và thuốc phòng trị bệnh. Sau 2 năm nuôi dưỡng, cá sấu đạt trọng lượng từ 15 cho đến 20 ký sẽ được xuất bán. Với giá hiện nay, người nuôi có lời từ 300 đến 500.000 đồng một con. Các hộ chăn nuôi treo chuồng trước đây cũng đã mua con giống tái đàn với số lượng là 300 con, tập trung ở phường Thuận An và xã Long Bình. Nước nổi ở đầu nguồn sông Cửu Long đang rút nhanh, không khí ra đồng dọn đất rơm rã hơn. Đến miền Tây lúc này thì du khách sẽ có cảm nhận rất là riêng so với các vùng miền khác. Nét riêng này đó chính là không khí vui tươi xuống đồng chuẩn bị xạ. Còn những nông dân hành nghề đánh bắt thủy sản thì đang tận dụng đợt nước rút này bắt cá tôm đang xuống các sông kênh rạch nhỏ để tìm đường ra sông lớn. Thả lưới cá mè dinh được xem là một trong những nghề phổ biến và hiệu quả nhất trong thời điểm này. Ghi nhận từ cộng tác viên chương trình vừa gửi về. Cùng với nhiều ngư dân khác đang thực hiện việc thả lưới trên tuyến kênh Tân Thành, Lò Gạch thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ông Bùi Văn No cho biết, năm nay nước về sớm và lớn nên việc thực hiện thả lưới cũng được sớm và cá cũng dính nhiều hơn. Với gần 1.000 mét lưới loại 6 phân rưỡi, trung bình mỗi ngày ông thả lưới bắt được từ chục cho đến vài chục ký cá mè dinh. Nghề thả lưới không khó nhưng đòi hỏi có tính kiên trì. Sau khi thả lưới phải thả trôi theo dòng nước từ 10 cho đến 15 phút, sau đó mới tiến hành kéo lưới lên. Đặc biệt là biết canh con nước và lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành thả lưới thì cá mới dính nhiều. Bán thì ký mười mấy, hai chục, tùy theo cá bự nhỏ,
mùa nước ở không có làm gì thì mình làm cái này thì nó cũng đỡ. Thực tế cho thấy mùa nước năm nay, lượng cá tôm khá dồi dào, đánh bắt được nhiều thủy sản và trong thời gian dài có thêm nguồn thu nhập để trang trải kinh tế gia đình trong mùa nước nổi, nên hầu hết bà con trong vùng cảm thấy rất phấn khởi. Thưa quý khán giả và bà con, quýt đường đó chính là một trong những cây trồng giúp cho nhiều nhà nông ở xã Tân Thành, huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khá lên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm nay giá quýt xuống thấp kỷ lục đã khiến cho nhiều hộ trồng thấp thỏm lo âu. Không ít nhà vườn đang gồng mình chờ giá tăng, trong khi không khí thu mua từ thương lái năm nay khá là ảm đạm. Vâng ạ, điều này thì nhiều nhà vườn đang lo lắng là dù giá thấp nhưng mà rất ít thương lái đến mua. Vì vậy, rất cần sự định hướng khuyến cáo của ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp đối với nhà nông lúc này. Thực tế như thế nào? Mời bà con xem thông tin sau đây. Nhiều năm nay, cây quýt đường đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều gia đình. Năm nay lần đầu tiên giá quýt giảm sâu đến vậy. Hiện nay dù quýt đã chín rộ cả vườn nhưng chỉ số ít hộ có thương lái vào thu mua với giá chỉ bằng nửa năm ngoái. Không ít gia đình chờ giá tăng đang lây hoay tìm đầu ra, bán thì lỗ, không bán lại càng lỗ hơn vì quýt đường không bảo quản được lâu như các loại trái cây khác. Cụ thể, quýt loại 1 từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký, mua xô từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Tân Thành có khoảng 180 hectare quýt đường, trong đó khoảng 150 hectare đang cho thu hoạch. Ngành chức năng cho biết lượng quýt năm nay giảm do một số diện tích trồng lâu năm già cỗi. Bên cạnh đó thì giá giảm do diện tích quýt ở các nơi mở rộng khiến cho cung vượt cầu. Trong khi đó thì ít doanh nghiệp đứng ra bao tiêu cho nông dân. Thông tin sau đây chúng tôi nghĩ rằng bà con nông dân rất quan tâm. Trước đây thì trái xoài non tỉa bỏ là phế phẩm, nhưng hiện xoài non là một mặt hàng rất được giá, đem lại nguồn thu nhập cao cho nhà vườn. Xoài non được các thương lái thu mua, cung cấp cho các cơ sở chế biến thành xoài chua ngọt, một món ăn khoái khẩu của giới trẻ, nhất là học sinh. Đúng vậy, nhưng mà điều đáng lo ngại là trái xoài non là thực phẩm rất là không an toàn, ẩn chứa nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng. Tin được thực hiện tại vùng chuyên canh xoài Đắk Gằn, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Trái xoài non còn được nhà vườn và thương lái gọi là xoài bao tử. Xoài bao tử trước là phế phẩm nông nghiệp bị vứt bỏ. Vài năm trở lại đây, được thương lái vào tận vườn thu mua với giá từ 12 đến 17.000 đồng một ký, có khi lên đến hơn 20.000 đồng một ký. Thấy giá cao, thậm chí cao hơn cả xoài thương phẩm vào mùa thu hoạch, nên nhà vườn đua nhau hái tỉa, hái đại trà để bán cho thương lái. Điều đáng lo ngại là trái xoài non ẩn chứa dư lượng của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng. Theo đó, sau khi thu hoạch, nhà vườn tăng cường chăm sóc để xoài cho quả lứa kế tiếp. Thời gian này, nông dân sử dụng rất nhiều loại thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật để xoài ra hoa, kết quả và phòng trừ sâu bệnh hại trên quả xoài non. Thưa quý khán giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, có 16 ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp được khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, gồm cà phê, chè, rau, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, cây ăn quả, cây dược liệu, dâu tầm tơ, lúa gạo, hạt điều, bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, mật ong và các sản phẩm từ ong nuôi và cá nước lạnh. Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 183 hợp tác xã nông nghiệp với trên 5.900 thành viên và 249 tổ hợp tác với trên 5.400 tổ viên. Hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đã giúp cho nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Nhờ vậy, doanh nghiệp thu mua nông sản được ổn định và hạn chế được rủi ro do biến động giá cả thị trường. Thưa quý khán giả và bà con, dược liệu là loài cây trồng khá đặc hữu và đã phát triển hình thành vùng dược liệu, nhưng mà nông dân ở Lâm Đồng thì vẫn đang lây hoay tìm đầu ra cho sản phẩm này. Có thể nói, ngoài cà phê và dâu tằm, dược liệu đang là xu thế phát triển mới của xã Đông Thanh, Lâm Hà. Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã thử nghiệm lấy một số mẫu dược liệu trồng tại Đông Thanh đi kiểm tra cho kết quả rất tốt, dược chất đảm bảo và dược phẩm an toàn, canh tác đúng quy trình. Canh tác một sào dược liệu như đẳng sâm, đương quy có thể thu từ 40 đến 45 triệu đồng, lại không cần nhà kính, nhà lưới như trồng hoa. Tuy nhiên, trồng dược liệu đòi hỏi nông dân phải tuân thủ chặt chẽ quy trình canh tác, không thể phun, bón phân, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, vì dược liệu yêu cầu rất nghiêm khắc về độ an toàn sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề đầu ra cho sản phẩm dược liệu là chuyện khó khăn
do thị trường dược liệu còn hẹp, không dễ bán như hạt cà phê hay rau hoa. Hầu hết nông dân chỉ bán dược liệu tươi và công ty thu mua cũng mua tươi, nên vào mùa thu rộ khó thu mua với số lượng lớn. Do đó cần có sự liên kết giữa các công ty dược với nông dân để sản xuất theo kế hoạch, xuống giống gối đầu, thu hoạch xen kẽ cũng như hướng dẫn nông dân cách sơ chế để bảo quản dược liệu. Sản xuất theo nhu cầu thị trường là kiểu sản xuất cái thị trường cần chứ không sản xuất cái mình có nữa, là một bước tiến mới trong nhận thức của nông dân Lâm Đồng và một số tỉnh hiện nay. Tuy nhiên đầu ra tiêu thụ phải có liên kết, đó mới là điều cần quan tâm lúc này. Là tỉnh đi đầu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như Lâm Đồng với những sản phẩm chủ lực xuất khẩu như là cà phê, chè, rau, hoa thì việc liên kết làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài càng nhiều thì sẽ càng có lợi thế. Nông dân sẽ an tâm sản xuất. Và mới đây, các doanh nghiệp của tỉnh này đã làm việc với tập đoàn bán lẻ đến từ Pháp, mở ra cơ hội mới cho nông sản Lâm Đồng tiêu thụ rộng hơn. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Tập đoàn bán lẻ Ulsan Pháp có mặt tại 17 quốc gia, được xếp hạng thứ 11 về nhà phân phối thực phẩm toàn cầu theo Deloitte, và nhà sử dụng lao động có trách nhiệm đứng thứ 35 trên thế giới theo tạp chí Fortune. Ulsan hoạt động thương mại dưới nhiều mô hình khác nhau và hiện có hơn 3.700 điểm bán hàng dưới các mô hình đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và ngày một tăng qua mô hình thương mại điện tử tại một số quốc gia. Tính đến thời điểm này, Ulsan có 20 siêu thị trên toàn quốc. Để mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng sự đa dạng trong các dòng sản phẩm nông sản, Ulsan Việt Nam đã gặp gỡ và tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nông sản tại Lâm Đồng để tiến tới thu mua trực tiếp nông sản, hoa, rau, củ quả, cà phê, chè từ Lâm Đồng phục vụ hệ thống bán lẻ của công ty trên toàn quốc. Tại buổi kết nối giao thương lần này, các doanh nghiệp nông sản Lâm Đồng đã có những trao đổi chi tiết về cách thức thu mua, vận chuyển, bảo quản sản phẩm. Với đại diện Ulsan Việt Nam, với mục tiêu đưa thương hiệu Ulsan gắn với khẩu hiệu thực phẩm tươi ngon, giá rẻ mỗi ngày, đại diện Ulsan Việt Nam cho biết công ty sẽ tiến hành xây dựng kho lạnh tại các điểm thu mua để vận chuyển thực phẩm, nông sản đi hàng ngày, đảm bảo đưa thương hiệu nông sản Lâm Đồng đến tận tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất. Chính sách thu mua của Ulsan Retail Việt Nam, mục tiêu chính là với cái hàng chất lượng tốt thì là về doanh nghiệp sẽ đáp ứng, và về tài chính thì là 50-50, nghĩa là mỗi bên sẽ vẫn có lợi. Quan trọng nhất là cái chất lượng của sản phẩm. Không chỉ các doanh nghiệp nông sản lớn đã có tên tuổi như Đà Lạt Gáp, Anh Đào Crop, Rau Sạch Xuân Hương, vân vân, mà các hộ sản xuất cá thể cũng đã tiến hành sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Các hội nghị xúc tiến, kết nối giao thương sẽ là cơ hội để những hộ sản xuất nông nghiệp tiếp cận các nhà phân phối. Đa phần thì em vẫn đang đi những cái thị trường quen của mình như các cửa hàng ở dưới thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các bạn hàng ở ngoài Đà Nẵng. Tất nhiên là em vẫn muốn sản phẩm của mình được tiến vào các siêu thị bởi vì nó mang thương hiệu tốt hơn, quảng bá rộng rãi hơn, và đặc biệt là đó coi như là một đơn vị thứ ba thay cho người tiêu dùng xác nhận rằng sản phẩm đó là an toàn. Khách hàng thì rất là nhiều, nhưng để chọn được một khách hàng những điều kết duyên với nhau á là một việc rất là khó. Không phải là mình gặp được khách hàng là mình có cơ hội để bán hàng. Thì có nhiều khách hàng họ cần những cái sản phẩm của mình, họ yêu cầu những sản phẩm gì và họ yêu cầu chất lượng như thế nào thì mình phải đáp ứng lại cho họ. Và bên cạnh đó thì vấn đề là giá cả nữa, chất lượng tốt nhưng mà giá cả là cạnh tranh nữa. Hiện nay các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương được tổ chức đã góp phần quảng bá, giới thiệu và kết nối nông sản Lâm Đồng rất nhiều. Các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội và không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất để đủ tiêu chuẩn mang sản phẩm nông sản Lâm Đồng xuất hiện trên nhiều kệ hàng của các kênh bán lẻ quy mô lớn. Bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.